Chào các em. Các em làm tiếp đề này nhé. Các em làm câu 47 này. Bao nhiêu nguyên dương mờ? Này thì chắc là lại khai triển cái hàm loga này ra nhỉ. Đấy. Xong rồi là chuyển một loga sang về phải. Đấy, khai triển loga ra nhá. Điều kiện này. Đấy, cái tử kia thì luôn dương rồi này, mẫu này phải dương này. Đấy, điều kiện 4x bình trừ x cộng 4 trừ m phải lớn hơn 0. Bất phương trình tương đương. Hai x bình trừ x cộng một bé hơn bốn x bình trừ x cộng bốn trừ m này. Thì cộng cộng 4x bình trừ x cộng 4 trừ m. Thế thì phải trừ 6x bình cộng 3x trừ 4 đúng không? Trừ 4. Kia không có số. Cộng 2x. Rồi. Đấy, thế thì hàm đặc trưng nha. Yeah. Hàm đặc trưng của hai vế chắc là nó sẽ giống nhau đúng không? Đấy. Đây, chuyển cái này sang vế trái này. Đấy thì đấy, đây 4 này, 4 này chuyển sang thành dương 4 thành 3 cộng 1 này đúng không? 3 thì là loga cơ số 3 của 3. Đấy, tương đương. Đấy, loga cơ số 3 của 3 thì 3 nhân vào đây là thành loga cơ số 3 của 6x bình này trừ 3x cộng 3 này. Đấy, thế thì đây còn cộng 6x bình trừ 3x. Cái 4 này. 4 này tách ra thành 3 cộng 1 nhỉ. Yeah. 3 thì là loga cơ số 3 của 3 đây. 3 nhân 1 bằng 3 đây rồi. Thế thì còn 3. Đấy, còn 3 đây thì đúng bằng đây nhỉ. Yeah. Đấy, sẽ bé hơn loga cơ số 3 của 4x bình trừ x cộng 4 trừ m và cộng với cái này, được chưa? Đấy. Đấy. Đây cộng với đây. Đấy, thế thì hàm đặc trưng của hai vế là giống nhau, đúng không? Đấy, hàm đặc trưng hai vế là giống nhau. Chung hàm đặc trưng. Đấy, cho nên sẽ xét hàm đặc trưng. Đấy, HV bằng loga cơ số 3 của V cộng V. Đấy, thì H' sẽ bằng 1 trên V len 3 cộng 1 lớn hơn 0. Suy ra. Đấy, suy ra V V1 bằng V2.
Đấy, suy ra 6x bình trừ 3x cộng 3 phải bé hơn V1, phải bé hơn V2, được chưa nhỉ? Đấy, V1 đây. Đấy, V2 đây. Bé hơn 4x bình trừ x cộng 4 trừ m. Cái này sẽ tương đương rồi, tương đương m sẽ bé hơn trừ 2x bình. Đấy. Chuyển sang đây thành cộng 2x này. Cộng 1. Đấy, cái này nhóm vào hàng đẳng thức này. Cái này thì sẽ bằng là trừ này. Đấy, x căn 2 sẽ trừ 1 trên căn 2 này. Đấy, bình phương lên thì trừ trừ 2x thành cộng đây rồi. 1 phần 2, đây là 1. Đây trừ, thì đây phải cộng 3 phần 2 đúng không? Đấy. Đấy, thì cái này luôn bé hơn hoặc bằng 3 phần 2. Đấy, bé hoặc bằng 3 phần 2. Thế mà m dương đúng không? M dương thì suy ra m chỉ có một giá trị là m bằng 1 đúng nhỉ? Đấy. Đấy thì suy ra m bằng 1. Đấy, suy ra m bằng 1. Thế thì chỉ có một giá trị đúng không? Đấy, chỉ có một giá trị. Đấy thì cái này là trùng với a. Đấy, đấy là 47. Đấy, các em chuyển. AB thuộc nửa khoảng. Đấy, nửa khoảng. Đấy, nửa khoảng. Nếu mà lại cái ngoặc tròn B bình cộng 9B trừ 9 kia. Đấy, cái này, cái loga cơ số b phần a của a này thì nó bằng 1 trên loga cơ số a của b trừ 1 đúng không nhỉ? Đấy, trừ 1. Đấy, loga cơ số a của b thì là lớn hơn 1 rồi đúng không? Tại vì là b lớn hơn a. Loga cơ số a của b lớn hơn 1. Min. B thuộc nửa khoảng là 1,3. Đấy, B thuộc nửa khoảng thì các em có thể có cái này. Đấy, các em có B trừ 1 nhân với cả B trừ 3 đúng không? Cái này sẽ bé hơn bằng 0. Trong khoảng hai nghiệm đúng nhỉ? Đấy. Đấy, B kẹp giữa 1,3 thì là trong khoảng hai nghiệm đúng không? Đấy, trong khoảng thì sẽ trái dấu với dương 1 này. Nên là cái tích này sẽ bé hơn bằng 0.
Thế mà ở kia là 9 kìa. Ở kia là 9 thì ở đây là 3 đúng không? Thế thì các em sẽ thử thử nhân thêm b cộng 3 vào. Đấy, để cho nó có 9 được chưa nhỉ? Đấy. B trừ 1 nhân b trừ 3. Đấy, nhân b cộng 3. Đấy, bn bằng 0. Thì thử thử như thế này thì đấy, b trừ 1 nhân b bình trừ 9 này. Đấy, cái này đấy, bằng b mũ 3 trừ b bình. Trừ 9b cộng 9. Bé bằng 0. Đấy, thế thì đấy, như thế này thì sẽ rút ra được cái ngoặc tròn kia đúng không? Đấy, cái ngoặc tròn kia lớn hơn bằng đấy, b bình cộng 9b trừ 9 sẽ lớn hơn hoặc bằng b mũ 3. Đấy, thế thì lúc này là sẽ đẹp đấy nhỉ. Đấy. Đấy, thay cái ngoặc tròn kia bằng cái này. Đấy, thế thì nó chỉ còn cái này thôi đúng không? Đấy, sẽ đặt cái này bằng biến mới. Thế thì sẽ suy ra P lớn hơn hoặc bằng đấy, cái này sẽ là 3V. Đấy, 3V cộng 6 trên V trừ 1. Đấy, V trừ 1 bình. V bằng loga cơ số A của B. Đấy, thế thì đấy, suy ra P trên 3 sẽ lớn hơn hoặc bằng đấy, cái V này có thể thêm thêm trừ 1 vào và tách ra làm 2 đấy, để dùng Cauchy nhỉ. Đấy, dùng Cauchy. Cauchy sẽ mất mất V trừ 1 được chưa? Đấy. Đấy thì sẽ thành là V trừ 1 trên 2 cộng V trừ 1 trên 2. Đấy, chia 3 thì đây còn còn V và đây còn 2 đúng không? Đấy. 2 trên V trừ 1 bình. Đấy, cái này còn V này, V sẽ tách ra thành 2V, 2V phần 2 đúng không? 2V phần 2. Bạn thêm hai cái trừ 1 phần 2 này. Thêm vào để Cauchy cho ba số này thì sẽ mất mất v trừ 1 nhỉ. Đấy. Đấy, hoặc là các em có thể dùng đạo hàm nhé. Hãy dùng đạo hàm để khảo sát cái đa thức biến v này. Đấy, đây trừ 1 phần 2 đấy, thì thành trừ 1 đúng không? Thì đây phải cộng thêm 1. Đấy, thế thì sẽ có P trên 3. Đấy, trung bình nhân của ba cái này. Đấy, thì nhân ba cái này vào thì sẽ mất V trừ 1 này. Thì sẽ chỉ còn 1 phần 2 đúng không? Đấy, căn bậc 3 của 1 phần 2. Đấy, cộng 1. Thế thì tương đương với P sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 9. Đấy, căn bậc 3 của 1 phần 2 cộng 3. Đấy. Đấy, thế thì dấu bằng xảy ra khi V trừ 1 phần 2 sẽ bằng 2 trên V trừ 1 bình.
Thế thì V sẽ bằng 1 này. Đấy. Cộng căn bậc 3 của 4 đúng không? Ừ. Đấy. Đấy, V trừ 1 mũ 3 bằng 4. Ừ. Thì V sẽ bằng cái này. Ừ. Ừ. Đấy, V bằng cái này. Bằng loga cơ số A của B. Đấy, và sẽ đây dấu bằng xảy ra khi loga cơ số A của B bằng 1 cộng căn bậc 3 của 4. Được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, dấu bằng xảy ra được này. Ừ. Đấy, thế thì sẽ suy ra M và N đây. Được chưa? Đấy, M đây, N đây. Ừ. Đấy, suy ra M bằng 2, N bằng 3. Đấy. Thế thì sẽ suy ra S sẽ bằng 4 cộng 9 đúng không? Ừ. 4 cộng 9 sẽ bằng 13. 13 thế thì lại A đúng không? Đấy. Hai câu này đều A. Đấy, A. Ừ. Đấy, chỗ này là đây là các em đã dùng Cauchy nhé. Đấy, dùng Cauchy cho ba số này. Ừ. Đấy, thì bài này các em giải quyết hai câu 47, 48. Đấy, còn các câu khác thì để bài sau nhé. Chào các em.